chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của khối không khí lạnh và khô thì miền Bắc sẽ duy trì tiết trời tạnh giáo trong ngày Chủ nhật cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, mua sắm khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Và lúc này thì sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi nhưng không còn dày đặc như mấy hôm trước nữa. Tuy vậy thì trời vẫn còn rét khi mà nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng vẫn ở mức từ 13 cho đến 14 độ ở vùng núi và từ 15 cho đến 17 độ ở vùng đồng bằng. Từ khoảng 10 giờ sáng thì mây mỏng dần, đông bắc bộ trời hửng sáng. Còn ở các tỉnh phía Tây thì có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông sẽ tăng lên mức là từ 20 cho đến 22 độ. Còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời có nắng về chiều, vì thế mà nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với khu vực ở phía Đông từ 1 cho đến 2 độ, phổ biến ở mức nhiệt phía Tây sẽ là từ 22 cho đến 24 độ. Mường La, Mường Lay hay là Mường Tè nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức là từ 25 cho đến 26 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai thứ hai đầu tuần, trạng thái nhiều mây và độ ẩm cao sẽ quay trở lại với khu vực, đặc biệt là ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ xuất hiện sương mù dày đặc, làm giảm tầm nhìn xa. Thậm chí từ thứ ba do có kết hợp thêm của hội tụ gió Tây Nam trên mực 5.000m, khu vực Bắc Bộ còn có mưa nhỏ rải rác xuất hiện cả vào ban ngày. Cũng nằm trong khối không khí lạnh ổn định có tính chất khô, nên ngày hôm nay thì mưa đã giảm hẳn ở các tỉnh thành miền Trung, chỉ còn diễn ra vài nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Thời tiết quay trở lại trạng thái tạnh giáo, trời hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ trong khoảng từ 22 cho đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở mức là từ 23 cho đến 25 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Định, nắng sớm hơn trước 10 giờ sáng, nền nhiệt duy trì ở mức cao trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Còn ở các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, mưa chỉ lác đác vài nơi, ban ngày trời nắng đẹp với nền nhiệt trưa chiều trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Thời tiết nắng đẹp, ít mưa cũng sẽ duy trì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Quý khán giả hoàn toàn có thể yên tâm với các kế hoạch lưu thông, vui chơi giải trí, mua sắm, chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì ở mức dễ chịu, từ 28 cho đến 30 độ ở vùng cao Tây Nguyên, còn ở các tỉnh Nam Bộ sẽ là từ 32 cho đến 33 độ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng sớm do chịu ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh kết hợp với khối không khí biển ổn định trên mực 3.000 đến 5.000 mét, nên nhiệt độ vào thời điểm này sẽ giảm thấp, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt trong khoảng từ 13 cho đến 17 độ, nên quý vị lưu ý trang bị thêm áo ấm khi đến đây những ngày này. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nền nhiệt nhỉnh hơn một chút, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Riêng điểm Tà Lài của Đồng Nai nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ, trời rét nhẹ. Trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay còn có gió mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5 cho đến 3,5 mét. Còn ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thì gió đông bắc không quá mạnh ở mức cấp 5, nhưng do đà sóng dài nên độ cao sóng biển cũng cao từ 2 cho đến 3 mét khiến cho biển động. Như vậy là ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ quay trở lại với trạng thái khô ráo, ban ngày hứng nắng nhẹ, trước khi có mưa nhỏ trở lại trong những ngày đầu tuần tới. Còn khu vực Trung Bộ mưa cũng giảm dần, trong khi ở Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định và thuận lợi. Bản tin thời tiết sáng ngày 27 tháng 1 cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.